ơi, sóng biển dập dìu quá đã luôn chơi. Bãi này lại à, bãi này dài cho nên là con nít tắm là an toàn, không có sợ nè. Đó, tắm xong rồi vô đây ăn nhậu đó, có chòi hết luôn, xe hơi đậu sát bên luôn chị. À, đây mình đang ngồi sofa nè anh chị hả, ngồi nhìn anh chủ nhà lau nhà. Anh chị thấy phòng khách ha, rộng rãi thoải mái không? Chào anh chị cô chú, mình là Phạm Hữu Dư đây. Mình đang có mặt ở ngay thành phố Vũng Tàu hả, ngay phố Vũng Tàu luôn, một cái vị trí cực kỳ đẹp luôn, nằm giữa hai con đường chính ha, hai con đường chính để đi vào thành phố Vũng Tàu. Đó, con đường quốc lộ 51B và quốc lộ 51C. Nó nằm giữa hai đường luôn chị, nó hay vậy đó. Ngay cái vòng xoay, một cái vòng xoay rất quen thuộc ha, vòng xoay Cửa Lấp. Đó, vừa qua vòng xoay Cửa Lấp là quẹo phải vô là tới đất mình. Vị trí rất là đẹp luôn. À, và đặc biệt nha anh chị. Đó, nhà cực kỳ rẻ luôn. Chỉ có hơn 1 tỷ mấy thôi anh chị. Đó, hơn 1 tỷ mấy thôi mà nói chung là chưa tới 2 tỷ là có một cái nhà ở vị trí đẹp ha. Đường chị thấy rồi, đường này là hai ô tô có thể né nhau được luôn. Đó, khu dân cư vậy nha. Đó, đặc biệt là gần biển, cách biển có 2 cây, cách biển có hơn 2 cây, mình bay lên cam là thấy liền cái biển liền. Đó, những cái khu biển tắm biển này nọ như là bãi Long Cung hay là bãi Đồi Nhái hay gì đó là trong vòng mấy cây số, rất là gần ha. Đó, cách trục đường chính thì chỉ có hơn 200m thôi, trục đường 32, trục đường lớn nhất đi ra biển Vũng Tàu. Đó, chị thấy là cái vị nói đến đây là ngày hấp dẫn rồi đúng không? Đó, và quan trọng nữa là cái nhà này là mình quay trực tiếp cho chủ nha, chủ là ở Sài Gòn. À, chủ mua cái nhà này xây nhà lên rất là ngon lành luôn. À, để cuối tuần nghỉ dưỡng thôi, nhưng mà bây giờ là không còn nhu cầu ở nữa. À, và cũng kẹt vốn cần làm ăn cho nên là mới bán thôi. Và cái giá thì thật sự là rất là hợp lý luôn chị, nói chung là cái người ta cần bán là bán cái giá rất là hợp lý luôn. Đó, cho nên là anh chị nào mình quan tâm á thì xem hết video của mình ha. Hả, thật sự mình xin nhấn mạnh lần nữa, đây là một cái bất động sản đáng để mua nha anh chị, tại vì tầm tiền mà dưới 2 tỷ mà mua được cái nhà ở Vũng Tàu á thì thật sự là rất là khó. À, đầu tiên là mình sẽ nói những thông tin cơ bản của cái nhà này trước nha anh chị. Đây, đó, phía đối diện mình có một cái bảng số nhà nè anh chị. Số nhà đây là hẻm 22 đường Chi Lăng nha anh chị. Hẻm 22 đường Chi Lăng thuộc phường 12 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, thì như nãy mình nói á là hướng từ thành phố Hồ Chí Minh á, mình sẽ đi qua vòng xoay Cửa Lấp ha. Vừa đúng vòng xoay Cửa Lấp, cái mình rẽ vô mình đi cái đường xe máy nha, tại vì đi đường ngoài thì quẹo vô nó hơi cực. Đi xe máy đi, quẹo vô đường xe máy đi khoảng tầm hơn 100m. Cái mình rẽ phải vô ha. Hả? Để phải vô là gặp cái đất bình luôn đó. Đứng đây thì không thấy được cái đường tại vì nó khúc đó nó hơi cong xíu. Chứ mà nó thẳng luôn là sẽ thấy được luôn cái đường đó anh chị, tại vì đây từ đây mình ra chỉ có 250m là gặp cái đường 32 hả? Hay là còn gọi là trục đường quốc lộ 51C đó anh chị. Hả? 51C. Đường đi thẳng vào Vũng Tàu. Đó. Cho nên là cái đất mình là chỉ một sẹt thôi anh chị, tức là đường chính vô một sẹt, đường nhựa nè, đường nhựa rộng rãi nhựa cho đất mình. Đây là hẻm 22 đường Chi Lăng. Đó, phường 12. Đó. Đây. Nhà mình á thì từ đây nha anh chị, đi về thành phố Hồ Chí Minh á thì chỉ khoảng tầm 7 mấy cây thôi. Đó. Khoảng 7 mấy cây là tới địa phận của thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây nếu mà đi biển á, thì như nãy mình nói á, biển Đồi Nhái á, thì khoảng 2 cây. Đó, và biển Long Cung á, bãi biển Long Cung, bãi biển Thủy Tiên, Thủy Dương này nọ đó thì khoảng 4 cây. Còn nếu mà muốn đi vô trung tâm phố Vũng Tàu á, tức là biển bãi trước, bãi sau, bãi Thị Vân á thì khoảng 10 cây. Nhưng mà nói là thật ra là khoảng 10 cây thì ở đây đi rất là nhanh, tại vì anh chị mình đi Vũng Tàu anh chị mình không còn xa lạ gì cái đường bán 2 này đúng không? Lát nữa mình sẽ dẫn anh chị cho xem đường bán 2 ha. Cái đường bán 2 này là đi lúc nào cũng được đi 90 hết. À, nếu đi ô tô á đi chút xíu là chắc chừng 10 phút là tới rồi, cực kỳ nhanh. Đây chị thấy không? Khu dân cư ha. Đó, đây.
Đây là cái nhà mình anh chị. Đó. Nhà mình đây. Nhà này thì nói chung là mình nói luôn nha. Nhà này thì anh chị mình xây là ấy là nhà mình về mua là ở luôn á. Nhà còn rất là mới luôn. Đó. Nhà xây mới xây nha. Mới xây mà chủ không ở bao nhiêu hết trơn á. Đây ở đây có nước máy luôn nha. Nói chung mà dĩ nhiên là đất mình là thuộc thành phố mà, cho nên là nước máy nó khỏi nói rồi. Đó, đường là nếu mình đi á, tới ngã ba đó anh chị. Quẹo phải ha. Vừa quẹo phải một cái là gặp cái đường hang chính. Đó, hay còn gọi đường 51B. Đó, 51B đây, còn ngược mình là 51C. Đó, nằm giữa hai đường. Cho nên là cái vị trí cực kỳ đẹp luôn. À, lát nữa balay cam lên anh chị thấy ha. Và đặc biệt nữa là anh chị mình nhớ xem phút cuối video mình sẽ chỉ trên bản đồ của Google Maps nữa. Đây là cái nhà mình chị nha. À, cái nhà mình nè. Nhà mình thì bước vô là có khoảng sân rất là rộng luôn. Có luôn cái không gian trồng cây ăn trái nè, trồng hoa, trồng hòe. Ở đây mình có thể thiết kế cái hồ đồng bộ ha, hồ đồng bộ. À, với lại nói chung là mình thấy hiện tại là chủ họ trồng nó hơi lung tung. À, do là nói chung là không có thời gian chăm á, tại vì chủ ở Sài Gòn mà. Cho nên nhìn nó hơi lung tung. Cái này mà anh chị mình ở luôn á, thì thiết kế lại chỗ góc này ha, rất là đẹp luôn. Còn đây nè, khoảng sân này mình thấy đậu được chiếc xe 7 chỗ ha. Chạy hẳn vô. À, sân rất là rộng. Tại sân chủ làm sân rộng để cuối tuần về đây tắm biển, nghỉ dưỡng với lại nướng đồ ăn, nướng BBQ anh chị. Vậy thấy không? Bếp nướng luôn. Nói chung là nhà này xây để cuối tuần về chơi thôi chứ còn không có ở thường xuyên. Cho nên là xây được cả năm trời rồi mà tính ra là ở được mấy ngày à. À, xây từ hồi trước dịch đó anh chị. Đất mình đang quay mặt sang hướng Bắc nha anh chị. Hướng Bắc, à, đối diện mình là một lô trống. Đó. Thì trước khi mà mình dẫn anh chị xem nhà đó thôi mình báo giá luôn ha. Thì cái giá mềm quá nên là báo luôn cho anh chị biết luôn. Giá này chủ đang kêu cái giá là 1.760.000 ha. 1.760.000 cho một căn nhà ha, căn nhà còn rất là mới. Ở nhà cấp 4 nhưng mà có thể lên gác được ha. À, nhà này thì tổng diện tích của nó là được 110 m vuông, tức là ngang là 5, dài là 22 vuông vứt luôn. Và thật sự là cái nhà này rất là rẻ nhưng mà nó có lý do của nó để mình nói luôn chị ha. Tại vì ở đây toàn bộ đất ở đây là chị là đất nông nghiệp cho nên nó là không tách ra được cái đất nền nhỏ gì đâu, tức là phải tối thiểu là phải 500 m vuông đó, phải tối thiểu là 500 m vuông. Cho nên là khu này là cứ 3-4 nhà, cứ 3-4 nhà, 3-4-5 nhà gì đó là chung một sổ. Và đất mình cũng không ngoại lệ ha, của mình cũng chung một sổ luôn, tức là đất sổ chung đó. Sổ chung tức là mình sẽ chung với lại 1-2 căn nữa đó. Cho nên là cái giá cực kỳ mềm luôn đó. Nhưng mà mình nói sổ chung vậy thôi chứ trong tương lai chắc chắn là sẽ ra sổ riêng được. Tại vì ở đây là hiện tại chị thấy rồi, dân cư rất là đông. Cho nên là sắp tới là trong mình nghĩ là trong tương lai thôi, là trong cái quy hoạch mới nhất quy hoạch mà trong tương lai là chỗ này sẽ là dân thổ cư được đó. Thổ cư được tại vì đây ngay sát với trục đường cách cái trục đường 322 với là trục đường 29 chỉ có mấy trăm mét thôi. Cho nên nó là không có lý do gì mà đây là đất nông nghiệp hết đó. Cho nên là sắp tới thì bây giờ chủ bán là hiện trạng đất nông nghiệp sổ chung cho nên có cái giá này chạy ra là nếu tính theo đất cái gì nó chỉ có 16 triệu mét vuông thôi, chỉ có 16 triệu mét vuông cho một cái miếng đất ha, mặt tiền đường nhựa ngay sát đường chính thuộc thành phố Vũng Tàu, cái giá cực kỳ rẻ luôn hả. Mà đó là không tính nhà nha anh chị, cái nhà này giờ xây á bèo lắm cũng phải 300-400-500 ha. Nhà xây rất là ngon lành luôn, nội thất còn mới. Nói chung là chút xíu mình dẫn cho chị xem ha, rất là đẹp. Và mình muốn nói thêm một điều nữa nha. Bên hông mình á, thật ra bên hông mình là một cái lô đất nữa, lô trống cũng ngang năm luôn. Nhưng mà cái lô này á không phải là đất nữa mà là đường nha anh chị. Tại vì đằng sau mình á, đằng sau mình là họ phân lô. Họ phân lô cái đất dưới đó đó. Cho nên là họ lấy là cái này là con đường, đường tự mở ha. Đó. Cho nên đó là vô tình ha, vô hình chung là mình được cái đường mặt tiền bên hông nữa. À, đất mình nhà mình đây ha. Còn đây là cái con đường ở trên đất mình được hai mặt tiền đường đó, nó giá trị ghê chưa. Dưới đó là vậy ha, người ta đang xây là nhà dự án dân cư kìa, nhà liền kề quá trời luôn chị thấy không, ngay sau lưng mình luôn đó. Cho nên là ở đây là sự nói chị luôn, không có lý do gì mà để đất nông nghiệp hết trơn. Ngay sau lưng mình cũng là đất, cũng là quy dự án dân cư kìa, họ xây nhà kìa. À, chút xíu bay là cao anh chị thấy ha đó, nhà đó xây quá trời luôn. Và gần ở đây, gần cái vòng xoay cửa lắp cũng có một dự án dân cư rất là lớn. Nói chung là bao quanh đây là những khu dân cư rất là lớn ha. Đó. Chỉ có chụm cái chỗ này hiện tại là do là hồi xưa nó là đất nông nghiệp cho nên hiện tại tạm thời là chưa tách sổ riêng được. Đó. Cho nên mà sổ chung cái này nếu anh chị mình mua về á
mình đợi khi nào là có sổ tách sổ riêng được đó là cái giá trị của căn nhà mình nó tăng rất là nhiều luôn đó. Ở đây bây giờ nếu mà sổ riêng mà có thổ cư đó, thì tính theo đất, tính giá trị đất thôi nha anh chị, là nó cũng phải rơi vào tầm 30-40 triệu một mét vuông rồi. Thì đất này thuộc thành phố Vũng Tàu, cách biển chỉ có hơn 2 cây thôi, đường nhựa như thế này, đường nhựa rộng, hai xe hơi tránh nhau thoải mái, chị thấy không đó, hai xe hơi nè, ở mình ở đây là chiếc, đây là chiếc nữa, tránh thoải mái luôn. Cho nên đó là vị trí như thế này mà đất ở thổ cư á là không dưới 30 triệu mét vuông, còn của mình á chưa tính nhà ha, mà tính đất thôi á là chỉ có 16 triệu mét vuông thôi đó. Tổng thể coi như bán đất tặng nhà luôn á, mà nhà còn rất là mới ha, này không phải nhà nát đâu, nhà mới xây luôn đó. Nói chung là mình nói vậy để chị hiểu được cái giá trị của cái đất mình đúng không. Rồi thì nói chung là cái này thì không phải nói nhiều rồi anh chị, chứ cứ nhìn nhận vào giá và nhìn vào cái vị trí của mình là tự biết được cái này là người ta bán rẻ hay bán đắt ha. Rồi bây giờ là mình sẽ tiến vào trong quay chi tiết cái nhà của mình ha. Anh chủ nhà là anh từ Sài Gòn, anh chạy xuống đây để anh dắt mình xem nhà đó anh chị. Nhà thì cũng mấy tháng rồi không có dọn dẹp hả, cho nên là nó cũng hơi bừa bộn, anh chị thông cảm ha. Thì mới bước vô á là đây một cái phòng khách ha, có bộ ghế sofa còn rất là mới ha. Cái này là ảnh mua mới nha, tức toàn bộ nè đó, bàn ghế rồi đây tivi nè đó, kệ tivi nè đó, còn rất là mới. Tức là bây giờ là mình bán nhà là những cái nội thất này nọ là mình để lại hết cho chủ mới anh à, tức là như là khuyến mãi hết luôn anh chị. Những cái quạt hay là những cái bàn ghế là khi anh chị nào mình mua á là chủ họ sẽ để lại toàn bộ luôn, coi như cái lọc cho anh chị ha. À, đây đó, anh chị thấy không, trần nhà mọi thứ đều rất tươm tất ha, rất sạch ha. Tại vì nhà này thì xây gần như là không ở được bao nhiêu hết, cho nên là mọi thứ nó còn nghe, vẫn còn nghe cái mùi mùi sơn anh chị, mùi sơn mới đó. Cho nên cái nhà này anh chị mua vô là coi như là như nhà mới rồi đó, mình về mình chỉ việc lau chùi sơ là như sạch sẽ ở liền luôn đó. Phòng khách là anh làm rất là rộng đó. Nhà này thì như nãy mình anh chủ chia sẻ thì nhà mình á anh chỉ xây một phòng khách thôi. Cái lý do là cái nhà này là như nãy mình nói bây giờ là anh làm để cuối tuần về chơi, cho nên là anh không có xây nhiều phòng khách, phi nhiều phòng ngủ, anh để một phòng ngủ thôi ở rồi một phòng khách rộng ha, một phòng rộng với lại một khoảng sân rộng để cuối tuần mình gọi là có cái chỗ chơi nhiều hơn. Nhưng mà nếu như anh chị mình mua về ở luôn á, mình muốn có 2-3 phòng ngủ á, thì đây mình sẽ chia sẻ anh chị luôn. Mình có thể là mình sẽ làm cái gác lên ha, đây mình sẽ làm gác lên, làm gác lên mình sẽ thiết kế thêm 2 phòng ngủ trên đó ha. Còn không á là như chị thấy cái sân mình nè, cái sân rất là rộng ha, tính từ cái cửa này ra tới đó thì tôi cũng phải 9m á đó, 8-9m á. Thì bây giờ là mình có thể là mình thiết kế thêm, mình sẽ mở thêm một cái phòng ngoài đây ha đó, tức là mình là sẽ xây ra tới đây đó, xây ra tới đây là một phòng khách. Và cái phòng này thì cái phòng khách hiện tại là mình là phòng ngủ ha, phòng ngủ master đó. Nói chung là có rất là nhiều cái để mà anh chị thay đổi được đó. Hiện tại là cái này là phù hợp cho anh chị nào mình mua về để cuối tuần á, mình từ Sài Gòn về đây tắm biển xong rồi về đây ăn uống ngủ nghỉ. Như cái chị thấy rồi, cái này view khách này nếu bạn bè đông á, mình trải nghiệm ra mình ngủ cũng thoải mái luôn. Còn nếu như nãy mình nói là nếu chị mình mua để ở luôn á, cần nhiều phòng khách, cần nhiều phòng ngủ á, thì mình có thể là cải tạo lại ha, rất là dễ. Thật ra nếu mà cuối tuần mình về mình ở căn hộ á, tức là mình mua căn hộ mình nghỉ dưỡng á thì cũng được, nhưng mà nó sẽ không có những khoảng sân để mình nấu nướng như thế này, đúng không? Cho nên là anh chị nằm dưới tầm tài chính mà có dưới 2 tỷ á, mà muốn mua một cái nhà gần biển á, để lâu lâu cuối tuần hay lễ lộc hay là gì đó mình về đây á, thì thật sự là cái này nó rất là lý tưởng luôn đó. Mà đặc biệt là giá trị của nó sẽ còn tăng nếu như sau này nó có sổ riêng đó. Thì thấy không, đây đi ra biển có hơn 2 cây thôi. Rồi thì mình sẽ đi vô tiếp quay bên trong ha. Đây là điện đóm là đầy đủ hết nha anh chị. Mặc dù là mấy tháng nay không có giờ ở, nhưng mà tiền điện tiền nước là đóng thường xuyên, cho nên là bây giờ là anh chị mình vô là có nước máy có điện đầy đủ hết. Đây là căn bếp nha anh chị, bếp nè, bếp cũng rộng luôn. Ở đây mình có thể để một phòng bàn ăn đây nha, một cái bàn ăn đây anh chị, mà tất cả đều có trần thạch cao rất là tươm tất luôn. Rồi ở dưới đây nó có một khoảng hơn 1,5 m ha, 2 m chứ,
cũng được gần 2 mét á, là cái không gian để gọi là mình phơi đồ hay là mình rửa ráy hay là mình để đồ lặt vặt. Đây nhìn thẳng đằng sau chị thấy cái dự án khu dân cư xây nhà liền kề kìa, ngay sau lưng mình kìa đó. Thì ở đây á, anh chị mình có thể là tại vì đang để cái này là do là gió nó mạnh quá, gió thổi nhiều quá đây, tại vì thoáng anh chị thấy không, xung quanh mình nhà cửa không nhiều á, mà đặt gần gần biển nữa cho nên gió thổi dữ lắm, cho nên anh mới đặt cái này cho nó chặn gió nè. Còn sau này mình mua về rồi mình thiết kế lại ha, mình làm cái lưới lưới chống mũi luôn đó, nó cản gió được. Ở đây thì buổi sáng nó như buổi ban đêm mà nó mặt mắt lạnh luôn chị, tại vì nó thoáng đó. Đây trong đây thì nó có một cái nhà vệ sinh nè, nhà vệ sinh thì cũng rộng rãi, nói chung là đầy đủ hết các tiện ích luôn, phòng ăn, phòng ngủ, phòng bếp, phòng nút gì là đầy đủ hết nha anh chị. Đó. Này mua về ở liền, khỏi phải nói nhiều. Đó. Mặc dù là mấy tháng rồi không về nhưng mà mình thấy là chỉ có hơi bụi bặm xíu thôi, thì đóng cửa lại là không có dơ. Đó. Khoảng sân này mình thiết kế lại hòn non bộ, mình trồng cây này nọ là quá đẹp luôn. Hiện tại là cây mãng cầu nè anh chị, có mấy trái đang đậu nè, số 4 trái nè anh chị xem nè, anh chị mua về là có cái lọc luôn á nè, 4 trái mãng cầu với cái nhãn anh ở vậy ha, 4 trái mãng cầu nhìn vậy chứ cũng được quy cái vườn mini nè, chị không, nguyên cái vườn mini nè, cây mãng cầu nè, cây nhãn nè, giờ là cây chanh leo nè. Đó, chanh leo này là buổi tối anh chị, cái mùi chanh leo nó thơm lắm, mà gió nữa, gió nó phản phất nó đã lắm, nãy giờ mình nghe cái mùi chanh leo thơm lắm anh chị. Đó, ở ngoài khu dân cư ha, đây cũng nhà, nói chung là ở đây toàn bộ là nhà sổ chung hết. Đó, nhà ăn sổ chung hết, nhưng mà chắc chắn mình tin chắc chắn một điều luôn là sẽ sổ riêng, giống như ở dưới khu Trảng Dài Biên Hòa vậy anh chị, hiện tại là người ta cũng đang chuẩn bị lên sổ riêng hết rồi. Sẵn mình nói luôn ha, những cái mà nội ngoại thất của cái nhà này là xây rất làm rất là kỹ nha. Đây là nhôm kính sinh pha nha anh chị, đó, đồ xịn đó chứ không phải là nhôm thường đâu. Đó. Anh bán nhà là anh để hết toàn bộ bàn ghế rồi tivi rồi tủ lạnh máy nước nóng này nọ ở dưới đó hết nè, đầy đủ hết. Nói chung là cái này anh chị mua về là gần như là dọn vỡ rồi chứ không có phải mua sắm thêm gì nhiều trơn á. Đây bây giờ mình đang đó, giờ thấy toàn cảnh cái nhà mình rồi ha. Cái xe mình đậu là bên đường bên hông. Ở cái đường bên hông mà đi vô đó, trong đó là đang phân lô trong đó đó. Chị thấy không, cái dụng nước này nè, là phân lô ha. Còn phía sau đất mình là nguyên dự án dân cư chị. Cái này dự án dân cư hình như là nó là nguyên thuộc của Lavida luôn anh chị. Đó là của tập đoàn Lavida đó. Đó. Là sát dưới mình là khu dân cư lớn, rất là lớn nha, chắc cũng phải mình nghĩ là cũng phải nhiều hecta đó. Đây bao quanh mình dân cư anh chị thấy đông chưa, đó rất là đông dân cư, cho nên là khu này bây giờ là dạng như khu dân cư rồi đó. Ở từ đất mình đi hẳn ra 300m là gặp cái đường 3/2 kìa, xa xa là mình đã thấy được cái vòng xoay cua lắp rồi đó, nhưng mà chút xíu mình sẽ bay cao lên nữa cho anh chị xem. Còn đây là cái đường 2/9 nha anh chị. Đó. Nói chung là anh chị nhớ xem đến cuối video, mình sẽ quay cho chị xem hai đường này luôn. Đây, bây giờ mình cho chị xem cột xe club nè. Đó, vậy thấy chưa? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ từ đất của mình ha, dẫn anh chị tham quan khu vực này. Đó. Cái đoạn này thì nó đường nhựa nhưng mà nó xuống cấp. Nên nhìn nó. Còn chỗ mình thì đường nhựa là sạch đẹp. Hai bên là dân cư đông đen hết. Đó, dù qua cái đoạn công đó là thấy được cái đường mình anh chị ha, cái đường 3/2 liền. Tại vì thời gian vừa qua là mấy cái xe chở vật liệu săn lấp nó mặt bằng đó chị, nó đẩy chạy vào đây nên hơn hết đường. Tại dưới đó chị thấy rồi, mình bay lên cao lên chị thấy nó dự án dân cư rất là lớn á.
Rồi chị thấy không? Ở vừa cái gì thành công là thấy mấy nhà biệt thự lớn lớn này nè. Đằng trước mình là cái đường khu dân cư. À. Đầu đường là một cái radar xe anh chị nha, một cái radar xe ô tô. À, anh chị mình đây. Đó. Trước mặt anh chị đường 32 đúng không? Thì từ thành phố Hồ Chí Minh á, đây mình nhìn xéo xéo qua là vòng xoay cửa lắp ha. Đó. Tầm 200m là đó vòng xoay cửa lắp bên kia. Thì nếu anh tìm mình từ thành phố Hồ Chí Minh á, mình rẽ vô đây á thì mình thấy đi đường qua đường làn xe máy nè. Cái mình gặp cái radar xe này ha, radar xe ô tô Hùng Duy nè. Mình rẽ phải vô đi đúng hơn 200m là tới. Còn bây giờ là mình sẽ quẹo phải hướng đi Vũng Tàu. Đó cho anh chị tham quan đường 32 ha. À, rồi anh chạy đi. À, cho anh chị tham quan luôn. Thì như nãy mình nói như cho chị xem cam á thì hướng xéo xéo bên kia á là biển ha, biển Đồi Nhái. Còn bây giờ á là mình sẽ dẫn anh chị tham quan một cái biển cũng khá là hay, khá thú vị. Biển này là đầy đủ đồ chơi hết luôn. Đó, chỉ cách mình 4 cây số thôi. Đó. Đi xe đạp ra thoải mái luôn. Mình tin chắc là biển này là sẽ có nhiều anh chị chưa biết. Mình quẹo phải đây chị thấy không? Mình chỉ cần quẹo bên tay phải nhìn xéo xéo qua đây là chính là bệnh viện nè. Bệnh viện đang xây luôn chị ha. Có cái bảng nè. Đâu? Đây. Dự án bệnh viện đa khoa quốc tế Nhân Đức. Là bệnh viện này nó cách khu đất mình nó chỉ có chắc chừng 300m thôi. Đó là bệnh viện đa khoa quốc tế luôn nha anh chị. Đang xây luôn nha. Đó, sát bên đất mình luôn. Từ bệnh viện mình lên chút xíu là mình sẽ đụng một cái dự án dân cư căn hộ cao cấp rất là lớn anh chị. Rất là gọi là đang là tiêu điểm ở Vũng Tàu luôn á. Là dự án La Vida. Đây. Khu dân cư La Vida nè. Đó. Ở đây là giờ nhiều nhà đầu tư đổ về đây mua nè anh chị. Trên trục đường bán hai nè, vị trí rất là đẹp luôn ha. Lớn lắm, anh chị hãy đi cái cây số mà chưa hết cái dự án này á. Kìa, đó đây. Đây là cổng chính nè anh chị. Anh chị thấy hoành tráng chưa? À, La Vida nè. Trời dài. Dài múc chỉ luôn. Đó, kia kìa. Chung toàn bộ dọc tuyến đường 32 này là khu dân cư. Còn bên đây cái hướng giáp biển á thì sắp tới là sẽ có những dự án du lịch ha, đang làm nha anh chị, đang làm luôn chứ không phải sắp dự định nữa. Đấy, từ bãi Đồi Nhái lên tới cái bãi biển mà mình chuẩn bị dẫn anh chị xem nè. Đây, đi nhìn thấy sẽ thấy một cái bảng khu lịch Long Cung. Đây mình sẽ dẫn anh chị vô khu lịch Long Cung ha, mình sẽ rẽ trái vô nè. Từ đất mình đi khoảng gần 4 cây. Đó, mình rẽ trái vô ha. Từ đất mình đi khoảng tầm gần 4 cây số là mình gặp cái bản khu lịch Long Cung. Trong đây thì ngoài khu lịch Long Cung ra thì có những cái khu lịch như là Thủy Tiên, bãi Thị Dương này nọ nhiều lắm anh chị. Đó. Trong đây là vừa tắm biển nè, mình vừa ăn uống nè. Ở đây có những cái khu nhà nghỉ dưỡng nữa nè. Nói chung là đầy đủ đồ chơi hết. Quá tiền luôn ha. Cái bãi Đồi Nhái thì nó gần mình hơn nhưng mà nó lại không có cái gì hết. Tức là chỉ có bãi biển thôi. Hoang sơ, nó chỉ như hoang sơ cho chị mình cắm trại nè. À, hay là gì đó thì cũng rất là vui. Nhưng mà ở đây thì được cái là ô tô mình chạy vô tới bãi luôn. Rồi có những cái quán ăn này nọ nữa. Cho nên là anh chị mình có nhiều tự chọn ha. Cũng mua hải sản á, hay mua đồ gì đó mà chạy thẳng đi Vũng Tàu luôn. Nói chung là đi chừng 10 phút à. Như chị, anh chị đã thấy bây giờ đường 32 nó rất là rộng rãi. À, đi đạp 90 là xíu tới Vũng Tàu rồi. Vũng Tàu thì có mấy cái chợ như là Xóm Lưới hay là Bến Đình này nọ, hải sản rất là rẻ. Đây, đó, mình có thể chạy xe thẳng tới nghe biển luôn chị ha. Đó, đường nhựa rộng rãi luôn. Đây là cái bây giờ mình sẽ xuống cho chị tham quan sơ ha. Mình xem nè. Đây có cái gì đây, ẩm thực vườn quê. Đây, mình bước xuống xe để cho anh chị cùng mình ngắm biển ha. Hít một chút gió biển à, mặn mặn một chút cho nó khỏe người nè. Bữa giờ dịch bệnh quá rồi. Đây, 4 cây số là anh chị mình hoàn toàn có thể là đạp xe đạp ở đây.
Đó, rất là thoải mái luôn. Đó, nhìn thấy biển chưa? Xe đậu ha, sát biển luôn. Xuống đây tắm biển thôi. Ồ, này ngày thường mà cũng có tắm biển nè anh chị. Đó, tắm biển xong cái mình chơi mấy chòi nè. Đó, kêu hải sản ra, bia bọt này nọ ra, chơi quẩy thôi. Đó, cách mình đúng 4 cây. Rồi đây có những cái khu resort nè, nghỉ dưỡng nữa nè. Mà thôi, không cần. Tại vì đất nhà mình là ngay đây rồi, đâu cần phải đi đây làm gì. Về dưới đó tổ chức party nướng, mua hải sản vậy đó, nướng thôi. Còn không muốn chơi nhanh gọn thì chơi đây. Vô biển Long Cung chơi luôn ha. Vô trong cái bãi nè. Quá đã luôn chị ơi. Vị trí thật sự là rất là đẹp, ngay sát đường chính, ngay gần biển. Đó, đi về Phố Hồ Chí Minh cũng tiện nữa, chỉ cách Phố Hồ Chí Minh hơn 7 mấy cây thôi. Đó. Rồi, chắc là mình dẫn anh chị tham quan như vậy là đủ rồi ha. Nói chung là cho anh chị thấy được là xung quanh mình có những dự án rất là lớn nè, dân cư nè, rồi biển nè. Đó. Nói chung là vừa phát triển về tiềm năng về du lịch, về nghỉ dưỡng, về ăn chơi, về nói chung là thoải mái luôn. Đó. Rồi chút xíu nữa mình cho chị xem sổ và xem vị trí sao nha. Thôi thì sẵn tiện đây mình cũng quay cho anh chị xem thêm một đoạn ngắn cái đường 2/9. Tại vì hồi nãy video mình có nói chị là từ đường đất mình là nó nằm giữa hai đường lớn là đường 3/2, là nãy giờ mình quay chị xem rồi. Thì đây là đường 2/9, cũng là cái đường đi thẳng vô xuống biển Vũng Tàu. Thì bây giờ là mình sẽ quẹo vô từ đường chính đây nè, quẹo vô đất mình luôn cho anh chị xem. Tức là mình sẽ ấn nguyên cái vòng đó chị. Sẽ quẹo vô đường làng xe máy ha. Làng ô tô là 3 làng, làng xe máy là Hà là nguyên làng xe máy này chị thấy không? Đường cực kỳ rộng luôn, đường này mình thấy nó còn có khi còn rộng hơn cái đường 3/2 nữa. Đây, hướng từ Vũng Tàu ha, hướng từ Vũng Tàu đi vô thì mình sẽ gặp cái hẻm đây. Nó cũng ghi là cái hẻm 22 Chi Lăng nè anh chị. Đó. Mình quẹo vô chút xíu là tới đất mình. Cũng cỡ đâu đó là 200m thôi nha anh chị. Cỡ 200m thôi. Cũng đường nhựa rộng rãi. Nói chung là hai bên là đường xá ok. Dân cư vậy thấy không? Chỗ này dân cư còn đông hơn chỗ của mình nữa nè. Đông đen luôn. Nhà toàn nhà mới không. Rồi, chỗ này đụng chỗ này rẽ trái ha. Rồi, rẽ trái là đi tới đất mình ha. Anh chị thấy không? Rất là ok luôn, không hai đường luôn, hai đường lớn của Vũng Tàu luôn. Tới nhà. Rồi, xong. Dừng ngay tới nhà mình nè anh chị. Đó. Rồi cuối cùng cho anh chị xem sổ ha. Thì đó, như mình đã bắt đầu đe sổ chung. Đó, cái sổ chung của nó là tới 537m² ha. Đây địa chỉ phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, hiện là đất nông nghiệp, đất trồng cây cho nên là chưa có tách sổ nhỏ được. Đây. Quy miếng lớn nè anh chị. Thì miếng mình là được 5m đó, 5 nhân cho 22. Hẻm 22 nè, đi đường 3/2 nè, 22 Chi Lăng nè. Đó, nói chung là sổ sách thì khi mua thì anh chị mình thấy công chứng dẫn ý quyền được ha. Nói chung là cái này vấn đề pháp lý này anh chị mình trực tiếp hỏi anh chủ nhà nha, anh sẽ giải thích mình rõ ràng hơn. Nói chung là vấn đề pháp lý sổ sách thì ok, nói chung là mua là để ở thì khỏi nói rồi. Rồi cuối cùng mình cho anh chị mình xem cái vị trí của đất mình trên bản đồ vệ tinh cho anh chị mình dễ dàng hình dung ha. Đó, nó nằm ngay góc nè, đường 2/9 nè, từ bản 2 nè. Đây cái vòng xoay mà cửa lắp anh chị. Mình đi ra 300m tới cái đường này, đi chừng 200m tới cái đường này. Vị trí quá đẹp đúng không anh chị ha. Thành phố Hồ Chí Minh á, anh chị mình qua đi theo cái đường qua cầu Cỏ Mây, mình tới Eo Ông Từ đúng không? Tới Eo Ông Từ là mình sẽ tới cái vòng xoay cửa lắp này. Một hướng là mình đây, hướng đường 2/9 là mình cũng đi vô công viên bãi trước ha. Còn nếu mà đi hướng đường 3/2 á thì mình đi vô bãi sau, bãi Hy Vân. Chung là hai đường đều có thể đi tới Vũng Tàu chị nha. Thì trong video thì mình có dẫn anh chị xem thì ra đường 3/2 nè, cái mình đi xíu là mình tới ngay bệnh viện nè. Bệnh viện ngay sát bên luôn. Đây bệnh viện nè, vị trí này nè anh chị. Bệnh viện đa khoa, chị nhìn trên lá cam chị thấy rồi đó, bệnh viện đa khoa của Vũng Tàu á.
Đó. Rồi tiếp theo là cái dự án La Vida nè, à, La Vida này nó dài sọc luôn, nó dài cây số luôn nè. Đó. Rồi xéo xéo đây là bãi biển Đồi Nhái nè anh chị, đó, bãi Đồi Nhái nè, thấy không, bãi biển Đồi Nhái. Còn đi chút xíu nữa, đi thêm mấy cây nữa là mình sẽ vô đường đây, bãi Long Cung nè, đây đó, Long Cung Resort nè, Villa Thùy Dương nè, bãi Tắm Thủy Tiên nè. Đó, chung là từ đất mình đi được 4 cây nha anh chị. Còn đi thẳng nữa, đi thẳng nữa thì mình sẽ vô đây, bãi Sao nè, đó, bãi Sao nè, rồi bãi Dứa, bãi Trước nè, chợ thì chợ Sấm Lưới, chợ Bến Đình, nhiều chợ lắm. Đây mua hải sản ở mấy chợ này thì rất là tươi ngon mà rẻ. Đó, anh chị thấy chưa? Nói chung là vị trí rất là đẹp. Đó, riêng cái vị trí mà riêng nằm giữa hai cái đường lớn của Vũng Tàu là anh chị thấy là nó giá trị như thế nào rồi. Đó, đằng sau mình là những khu dân cư La Vida nè. Còn đây xéo xéo đây là những khu dân cư gì đây? Đó, khu dân cư cũng khu dân cư vậy thấy không? Đó. Cũng ngay phòng xe cơ lắp luôn, một cái khu dân cư rất là lớn. Đó. Nói chung là về vị trí thì thật sự là nó rất là đẹp. Anh chị mình hoàn toàn có thể tự tìm đến đây nha. Hẻm 22 Chi Lăng, thế ra đầu hẻm. Ra đầu hẻm là một cái ra ha, ra Hùng Duy. Đó, tức là vừa qua vòng xe cửa lắp là anh chị sẽ nhìn bên tay phải là cái ra ha, ra Hùng Duy, là mình rẽ vô là tới nhà mình. Đó, anh chị mình tự. Nói chung là anh chị nào quan tâm thì cứ tự đi xem đất ha. Đó, rồi mình xem được thì ok thì mình gặp chủ trực tiếp mình thương lượng thôi. Còn bên trong nhà thì mình đã quay kỹ rồi, anh chị mình xem là có hình dung được hết rồi đúng không? Đó. Thì cái giá mình sẽ nhắc lại là 1.760.000 anh chị ha, 1.760.000. Giá này thì coi như là chỉ bất lập thôi nha anh chị. Đó, giá này thật sự là mình thấy rất là hợp lý rồi. 1.760.000 là anh chị có một cái nhà ở ngay vị trí đẹp như thế này, thuận tiện đi biển chị thấy không? Cách biển có 2 cây số thôi nè, biển Đồi Nhái nè. Đó, bãi Long Cung thì 4 cây. Đó. Nói chung là vị trí rất là đẹp. À, rồi thì anh chị nào quan tâm thì gọi điện cho chủ ha. Còn những anh chị nào có nhu cầu muốn quay bán nhà đất giống như clip này á, chính chủ luôn á, thì có thể alo mình ở số điện thoại là 0933230243. À, hoặc là số điện thoại là 0373230243. À. Rồi, xin phép chào anh chị ha.